Nhưng mà chúng ta nói tới những công ty này đó thì không phải những công ty mà chuyên về crypto. Nếu chúng ta nói tới công ty MicroStrategy và Coinbase thì sao? Và thường sẽ chia sẻ với các bạn đó là công ty Coinbase thì cũng không có ổn lắm. Các bạn đã thấy được là trong vòng một tháng đã xuống 27% rồi và trong vòng 3 tháng đã xuống 47,36%. Cổ phần của Michael Strategy á thì các bạn thấy được là trong vòng 1 tháng đã xuống 39% và trong vòng 3 tháng đã xuống 57,49% rồi. Nhưng mà cái mà thú vị đây đó khi chúng ta nói tới Michael Strategy đó thì thường mới nói đến là hiện bây giờ đó cái số lượng mà công ty này đang lưu trữ crypto đó để hướng cho các bạn thấy được là họ đang lưu trữ tổng cộng là 125.051 BTC với cái mức hiện tại đó thì đáng giá là 4,6 tỷ đô la nhưng mà công ty của họ đó thì hiện giờ được đánh giá đó là tổng số vốn hóa chỉ có 3,52 tỷ mà thôi đây là điều thường cảm thấy là khá là không có hợp lý lắm tại vì cái tài sản của họ đã là 4,6 tỷ hiện bây giờ rồi nhưng mà hiện bây giờ đánh giá tổng công ty đó chỉ là 3,52 tỷ mà thôi đó là điều mà thường cảm thấy là không hiểu lắm nhưng mà thường có thể chia sẻ với các bạn đó là một trong những điều mà chúng ta đã từng nói tới trước đây đó là khi chúng ta có những công ty như là Michael Strategy chuyên về à, thu mua BTC và công ty Coinbase đương nhiên đây là một sàn rất lớn đó thì khi mà họ lên sàn chứng khoán thì câu hỏi là nên mua chứng khoán hay là nên mua Bitcoin thì trước đây đó nhiều người lập luận là mua chứng khoán sẽ tốt hơn tại vì sao? Tại vì đó đương nhiên đó là chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng đến giá cả của Bitcoin lên hay là xuống nhưng mà ít ra khi mà giá cả Bitcoin không có tốt đó thì những cổ phiếu này có thể là không xuống nhiều như là Bitcoin tại vì những cái công ty này đó cũng có thể có thu nhập và thu nhập đã bù vào cho nên uh, mua cổ phiếu sẽ tốt hơn. Tôi đi không nghĩ như vậy các bạn thấy được là bây giờ đó, chúng ta đã hiểu thêm thì uh, chúng ta đã biết rồi, chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin đi thì thống kê đó trong vòng một tháng qua đó thì BTC xuống 11%, 3 tháng qua là Bitcoin xuống 38%. Trong khi các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào uh, công ty uh, đây là cái tài liệu của công ty Coinbase các bạn thấy được là một tháng qua đã xuống 27% và 3 tháng qua đã xuống 47% rồi chúng ta thấy là công ty MicroStrategy xuống còn nhiều hơn nữa một tháng nó xuống 39%, 3 tháng xuống 57% thì trên căn bản nó nếu như các bạn lưu trữ BTC đó vẫn là cái lựa chọn tốt hơn tại vì những cái cổ phiếu này đó khi mà giá BTC xuống thì các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng đến những công ty này nó còn mạnh hơn nữa chứ không phải là thấp hơn đâu đó là điều mà thông muốn chia sẻ với các bạn và thường nhớ đó là công ty MicroStrategy là từ khoảng chừng tháng 1, tháng 2 năm ngoái khi mà cổ phiếu giá tăng lên tới cái đỉnh á, thì sau đó cứ đi xuống và đi xuống mặc dù là BTC sau đó đã lập cái đỉnh ở mức là 63.000 rồi sau đó lập thêm cái đỉnh nữa là 69.000 nhưng mà cổ phiếu của MicroStrategy cũng không có lập cái đỉnh mới sau đó đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới một điều khác nữa Thường cảm thấy đây cũng thú vị Thường muốn chia sẻ với các bạn Là chúng ta nhìn vào đây là cái số nợ của Hoa Kỳ nói riêng đó, Thì các bạn thấy được là chúng ta đã đang ở mức là 30.000 tỷ rồi Cuối cùng chúng ta cũng đã bước qua khỏi cái tổng số nợ của Hoa Kỳ Qua khỏi 30.000 tỷ Và để các bạn hiểu được con số này đó lớn cỡ nào Là các bạn đã nhớ đó là cách đây khi mà dịch bệnh xảy ra đó Khoảng chừng là cách đây 2 năm thì lần đầu tiên chúng ta nghe tổng thống Donald Trump thời điểm đó đó, cựu tổng thống Donald Trump nói là sẽ đưa ra một cái gói hỗ trợ người dân Hoa Kỳ để mà chống dịch. Thì các bạn đã nhớ là cái gói đó đó là thường nhớ là khoảng chừng 1,5 nghìn tỷ. Lúc đó các bạn thấy cái sự tranh cãi cực kỳ lớn 1,5 nghìn tỷ Trời ơi con số này quá trời lớn luôn Chúng ta lấy đâu để mà có 1,5 nghìn tỷ Bây giờ đây thường nghe nói cái sự nghìn tỷ á, Cái chữ nghìn tỷ đó hầu như là nghe nói hàng ngày luôn Các bạn thấy được là à, Bây giờ chúng ta nghe nói tới quốc hội đưa ra Là cái gói cơ sở hạ tầng Là 2 nghìn tỷ, 3 nghìn tỷ Bây giờ cái chữ nghìn tỷ đó hầu như được sử dụng hàng ngày luôn mà trước đây 2 năm Đây là một con số mà chúng ta không thể tương tượng được Và bây giờ đó tổng số nợ của Hoa Kỳ đã qua khỏi 30 nghìn tỷ rồi và để hiểu được rõ hơn đó Các bạn thấy được là Chúng ta mới vừa ở mức là 20.000 tỷ nợ đó Cách đây không lâu là khoảng năm 2017 Nhưng mà trong thời gian năm 2017 đến năm 2022 đó vỏn vẹn 5 năm thôi Các bạn thấy chúng ta tốn thời điểm đó là từ năm 2005 Đi từ cái mức là 8.000 tỷ cho đến cái thời điểm là 2015 chúng ta chỉ tăng đó là khoảng chừng là 10.000 tỷ mà thôi trong thời điểm đó mà trong khi chỉ 5 năm thôi chúng ta đã tăng 10.000 tỷ mới đây rồi từ năm 2017 tới năm 2022 đó là cái sự tăng trưởng của nợ của Hoa Kỳ để các bạn hiểu rõ hơn và chúng ta bây giờ hãy nói tới những gì các bạn cần quan tâm đến ngày mai đi thì ngày mai cũng không nhiều thông tin đâu các bạn ngày mai đó là thứ sáu là ngày cuối của cái tuần này và chúng ta thấy đó là ngày mai thì một trong những thông tin chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi đó chính là chúng ta sẽ nghe nó tới cái thông tin liên quan tới chỉ số thất nghiệp và đây là một chỉ số mà nhiều người sẽ quan tâm đến tại vì các bạn thấy là tháng 3 này đó và từ đến cuối năm Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu và bao nhiêu lần thì sẽ dựa theo là tình hình của nền kinh tế có ổn hay không và một trong những cái thước đo của nền kinh tế đó chính là cái phần trăm số lượng người thất nghiệp là bao nhiêu và một điều khác nữa chúng ta sẽ thấy ngày mai đó thực ra thôi nói ngày mai nhưng mà sẽ là chiều ngày hôm nay nhưng mà nào mà ở uh, Việt Nam tại vì ngày mai đó là ngày 4 tây thì sẽ có một số lượng lệnh option cũng sẽ đáo hạn thôi đã chia sẻ với các bạn trước đây cũng là một số lượng lệnh mà không nhỏ và hiện bây giờ cái điểm max pen đó là 37.000. ngàn thì uh, thời điểm nào đáo hạn như bạn hỏi thuận đó thì thời điểm đáo hạn là nếu chúng ta tính theo Deribit là 8 giờ sáng giờ UTC ngày 4 tây Tháng 2 ngày thứ sáu có nghĩa là ở Việt Nam đó là 3 giờ chiều ngày hôm nay. nhưng mà nào mà đang ở Việt Nam hôm nay là ngày 4 tây tháng 2 rồi thì 3 giờ chiều ngày hôm nay thì sẽ đáo hạn cái số lượng lệnh option này. Và ở như mà nào mà ở Cali đó thì cái số lượng lệnh này sẽ đáo hạn vào tối nay là vào khoảng chừng là 12 giờ khuya. Và như mà nào mà ở Houston đó thì sẽ đáo hạn vào 2 giờ sáng. À, và những bạn nào mà ở New York đó, thì sẽ đã hạn vào 3 giờ sáng thì nói chung đó khi mà những bạn nào mà Hoa Kỳ thức dậy thì đã đáo hạn rồi những bạn nào mà ở Việt Nam đó, thì chiều nay đã đã đáo hạn có nghĩa là còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi và chúng ta thấy được là mức giá bây giờ là bao nhiêu vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 37.000 đô tuần vừa rồi đó, thường có chia sẻ với các bạn lúc đó đó là tính max fan là 38.000 thời điểm đó là giá cũng là 38 ngàn Thường đã nói với các bạn là có thể là khả năng nếu như mà các bạn tin là có một ai đó muốn giữ cái mức giá ở Max Bank Để làm cho những cái lệnh này đó coi như là thua lỗ hết Tại vì ở cái mức Max Bank là cái mức mà nhiều nhà trader thua lỗ nhất Chỉ có người bán option được lời mà thôi Thì uh, các bạn thấy là lúc đó giá là 38 ngàn bây giờ đó cách đây khoảng chừng là hai ngày thì giá max sang điều chỉnh xuống 37 000 ngàn nếu như chúng ta thấy cái mức giá tiếp tục giữ như mức bây giờ là 37 000 ngàn cho đến giờ Việt Nam đó 3 giờ chiều ngày hôm nay hay là Cali là khuya ngày hôm nay thì coi như là những người nào mà đang giữ những lệnh option này là bị lỗ hết chỉ có những người bán option có lời mà thôi đó là cái điểm Max Pen. Chúng ta nói tới một số thông tin khác đi. Thì ở Hoa Kỳ hôm nay đó chúng ta cũng có một thông tin là chúng ta có một cái dự luật đây chỉ là một cái dự luật mà thôi nhưng mà đây là một cái dự luật mà lưỡng đảng có nghĩa là hai người đảng cộng hòa và hai uh, thượng nghị sĩ của đảng uh dân chủ hợp lại với nhau để mà đưa ra một cái dự luật và cái dự luật này đó thì hiểu đơn giản đó là muốn khuyến khích người dân sử dụng bitcoin của mình và crypto của mình bằng cách đó là nói nếu như mà những cái giao dịch mà dưới 200 đô thì sẽ không tính cái thuế lợi nhuận nhưng mà nào mà không sống ở Hoa Kỳ đó thì để thích đơn giản hiện bây giờ đó crypto nói chung là một loại tài sản dưới cái cách nhìn của cục thuế IIS thì có nghĩa là nếu các bạn sử dụng crypto để mà trả đó bất cứ một dịch vụ hay là hàng hóa nào thì coi như là các bạn bán crypto đó và nếu như mà các bạn có lời như là cái sự chênh lệch giữa cái giá mua và cái giá bán đó thì các bạn phải đóng thuế là lời bao nhiêu thì đóng thuế theo cái phần lời đó thì cái dự luật này nói là nếu như mà những cái giao dịch nào mà dưới 200 đô đó thì coi như là tiền tệ và không cần phải À, đóng cái phần lời đó hy vọng được thông qua nhưng mà 200 đô thì con số này nó cũng không có cao lắm và thường cũng không có nghĩ là nhiều người sẽ sử dụng bitcoin để mà trả tiền hàng ngày đâu nhưng mà ít ra đây cũng là một cái bước tiến tới để mà kích thích những người nào mà có cái nhu cầu sử dụng crypto trong đời sống hàng ngày đó thì sẽ không có sợ thuế tại vì cái vấn đề bây giờ không phải là nhiều người không sử dụng vì một lý do nào tôi nghĩ là phần lớn mọi người đó không có muốn dính dáng đến thuế tại vì họ không muốn đóng thuế của họ liên quan tới nga chúng ta cũng có thêm thông tin ngày hôm nay nhưng mà không phải là thông tin liên quan tới ukraine đâu chúng ta cũng đã nói khá nhiều về thông tin đó rồi thì liên quan tới nga đó các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng 10 ngày thì lúc đó ngân hàng trung ương nước nga đưa ra cái bản thông báo nói là họ muốn đề nghị là cấm tiền kỹ thuật số triệt để ở nước nga sau đó thì bộ tài chính nói là no 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 chúng tôi không có cái ý định là cấm tiền kỷ luật số và sau đó thì tổng thống vladimir putin của nga à, lại nói là bây giờ hai bên bộ tài chính và ngân hàng Trung nước nga đó là phải hợp tác với nhau để đưa ra một cái lực để quản lý thì bây giờ chúng ta thấy được là bộ tài chính nga đó đã báo cáo một cái đề xuất là một số những quy định mới có thể là hợp pháp hóa tiền điện tử như là tài sản tài chính họ sẽ không công nhận là tiền tệ nhưng mà họ sẽ coi như là một loại tài sản đó là cái đề nghị hiện bây giờ và cơ quan quản lý đó tôi nghĩ là bộ tài chính và cái đơn vị đó chính là ngân hàng trung ương nước nga đó thì nói là có khả năng là các ngân hàng có thể được phép cung cấp dịch vụ trao đổi crypto đây là thông tin mới nhất đến từ nước nga thì coi như bây giờ họ đã nghiêng về bên là quản lý hơn là cấm ở thời điểm hiện tại và tôi nghĩ là hiện bây giờ đó tôi nhớ là có thông tin liên quan tới Ấn Độ gần đây thì cũng có quy định tương tự là sẽ không cấm chỉ quản lý mà thôi chứ còn các bạn thấy là cấm cũng đâu có lợi ích gì đâu chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc đi liên quan tới Trung Quốc đó thì đã ra những cái lệnh cấm và đàn áp crypto từ năm 2014 tới giờ rồi. Các bạn đã thấy là năm 2014 tới giờ là crypto không những nó không mất đi mà còn phát triển mạnh hơn nữa. Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới công ty GameStop thì thông tin hôm nay đó là công ty GameStop và Immutable X đã đưa ra thông báo là sẽ hợp tác với nhau và Immutable đó là cái giao thức trên mạng lưới của Ethereum thì uh, Immutable sẽ là công ty để mà cung cấp dịch vụ liên quan đến cái chợ NFT của công ty GameStop và nhiều người đó thì hy vọng là công ty GameStop đó sẽ tích hoạt với lại uh, Loop Spring nhưng mà công ty GameStop nói là, là họ vẫn có cái uh, kế hoạch đó họ nói là bây giờ đó, thì các bạn thấy rất rõ ràng là công ty GameStop đó đã coi như là quyết định là sẽ chạy trên mạng lưới của Ethereum họ nói là công ty GameStop đó sẽ không tích hợp bất kỳ giao thức blockchain nào ngoại trừ Ethereum tầng 1 và Loop Spring và trước hết họ sẽ tích hợp với lại Immutable sau đó họ sẽ tích hợp với lại tầng 1 của Ethereum và Loop Spring đó là cái thông tin đến từ GameStop ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục tiến tới và họ sẽ từ từ tiến sâu vào thị trường crypto nhiều hơn Chúng ta nói tới on-chain hôm nay thì thật ra thường cũng không muốn dành thời gian nhiều để mà nói về on-chain tại vì nó cũng như là ngày hôm qua mà thôi các bạn sẽ thấy được là cái tỷ lệ Bitcoin này có lợi bây giờ đó ở trên ClassNode thì cũng tương đương ngày hôm qua là khoảng 65% cái số lượng Bitcoin và Ether nạp và rút ra đó thì các bạn thấy được là ba ngày qua thì vẫn cho thấy ngay cả Bitcoin và Ethereum thì cũng tương tự với nhau là cái số lượng đồng rút ra nhiều hơn nạp vào. Tuy nhiên các bạn nhìn vào thời gian khoảng chừng là hai tuần qua thì cái sự khác biệt cũng không nhiều lắm đâu. Coi như là nếu như mà các bạn nhìn vào cái số lượng đồng ở trên những cái uh, sàn đó Bitcoin và Ethereum thì nó cũng tương đương với nhau mà thôi, không mất thêm mà cũng không có nhiều thêm, nó cũng tương đương với nhau trong thời gian 2 3 tuần qua. Cho nên cũng không nhiều là đặc, đặc biệt lắm. Và Thường muốn chia sẻ cái danh mục đầu tư của Thuận Tại vì đây là một trong những điều mà nhiều bạn cũng hay hỏi Thuận Nhưng mà nào mà mới đó Tới kênh này ra thì Thuận muốn chia sẻ với các bạn Là Thuận thường hay chia sẻ danh mục của Thuận đang lưu trữ những đông nào Thứ nhất là đây chỉ là thông tin mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư Thường không có khuyến thích ai đầu tư bất cứ mỗi đồng nào hết Nhưng mà nào mà theo dõi kênh này 5 năm qua thì cũng đã hiểu rồi à, Và thứ nhì đó là thường đầu tư cái lý do cá nhân của Thuận mà thôi Cho nên những đồng nào mà không có trong danh mục của thường không có nghĩa là thường không thích Những đồng nào mà có không nghĩa là Thuận khuyên các bạn làm bất cứ điều gì Đây chỉ là cái ý kiến cá nhân về cái phương diện đầu tư cá nhân của thường mà thôi Đây gọi là tài chính cá nhân đi nhìn nào đó là cá nhân và điều thứ ba thường chia sẻ những thông tin này đó để các bạn nắm được thêm những tài liệu để nó rõ ràng hơn là thuận đang giữ những đồng nào để cho khi mà thuận chia sẻ thông tin liên quan tới tin tức đó, thì các bạn sẽ hiểu là oh thì ra thuận có đồng này hay đồng kia thì thuận nghĩ là nó sẽ à, dễ dàng à, tiếp thu hơn và các bạn có thể hiểu nhiều hơn và chúng ta thấy được đó là bây giờ đây là trên mục mới nhất của thuận thì vẫn tiếp tục các bạn thấy là Bây giờ thì Bitcoin đó đã là một đồng mà chiếm tỷ lệ nhiều hơn rồi Có một thời gian như bạn đã nhớ là Ethereum khi mà tăng mạnh thì chiếm cái phần trăm tỷ lệ nhiều hơn trong danh mục đầu tư của Thuận Bây giờ thì đã trở lại là BTC là 41% Ethereum đó là 28% BNB là 18% Cardano là 10% BitDAO là 2% Và 1% đó là những đồng nhỏ khác Chúng ta, chúng ta có Solana FTT, Polkadot và CO Thì hiện bây giờ đó Đối với Thuận thì Thuận đang chú tâm trung bình giá tiếp tục vào trong. Thứ nhất là Bitcoin, thứ nhì nữa là Solana, FTT, Polkadot, CO và Cardano. Khi bây giờ thì nó không có chú tâm vào trung bình giá Ethereum, BNB hay là Bitcoin. Đó là cái sự chú tâm thần bây giờ. Và về cái phương diện tổng cái số lượng đầu tư đó thì các bạn thấy được là tại vì crypto giảm xuống gần đây, bây giờ crypto đó thì chỉ chiếm tỷ lệ là tổng số tài sản của thần là 44,5% mà thôi và tiền mặt đó thì các bạn thấy được là cái tù giảm xuống thì phần tiền mặt nó tăng lên là 33% tiền mặt và stable coins và những tài sản khác đó chiếm tỷ lệ là 22% ở thời điểm hiện tại và đây là cái thống kê mà thường muốn cập nhật với các bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn có những cảm nghĩ gì hãy comment ở bên dưới cái video này một lần nữa thường hy vọng là các bạn lại có thêm một ngày tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.